Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình lại vào bếp làm món ăn đây mọi người ơi. Đây hôm nay mình sẽ làm cái món thịt bò xào thập cẩm. Đây, mình có một đĩa thịt bò thì mình đã ra miếng như thế này đây. Đây, còn những cái nguyên liệu mình sẽ đem đi xào với thịt bò gồm có đây hành tây này. Đây, hành tây nhá. Này có cả cải này. Đây, màu sắc rất là đẹp luôn. Cà rốt nhá. Đây, mướp đắng nhá. Đây tất cả mình đã bào ra như thế này. Đây rồi bây giờ mình tiến hành làm món ăn thôi. Rồi mời mọi người xem mình làm cho vui nhé. Rồi ok. Đây mình sẽ phi thơm cái tỏi này lên. Đây, rất là thơm luôn. Đây, mình sẽ cho số thịt bò vào. Một đĩa thịt bò thơm ngon nhé. Đây mình cho vào một ít cái hạt nêm cần non. Rồi mình xào qua cái thịt bò cho nó săn, nó xe lại. Mình nấu ăn rất là đơn giản thôi á mọi người. Nấu ăn cho gia đình. Tiện thế thì cầm điện thoại quay lại thôi. Làm cái kỷ niệm nấu nướng á. Đăng lên giao lưu với mọi người cho vui thôi. Rồi, khi mình xào một lúc như cái thịt bò này nó săn lại là mình sẽ cho các thành phần vào. Đây hành tây này, đây cải này, cải này cải màu sắc rất là đẹp luôn, cà rốt nhá, mướp đắng nhá, đây mình cho tất cả vào. Đây này mình sẽ trộn đều đi. Trộn đều thịt bò với các thành phần này cho nó ngấm, cho nó ngon. Rồi mình sẽ tiến hành nêm vào thôi. Rồi để mình nêm vào nhé. Đây, mình cho vào đây một ít cái bột ngọt này. Đây, mình cho một ít cái bột canh. Rồi ok. Rồi, mình tiến hành xào thôi. Xào đều tay cho nó ngấm, cho nó thấm vị nhá. Này cái này thì mình không cần xào kỹ đâu nhá. Cái thịt bò này mình xào cho nó tái mặt rồi mình cho các thành phần này vào, mình đảo vài phút như đấy thôi. Cho nó chín là tới là ok thôi. Thì ăn nó sẽ rất là ngon ngọt. Nói chung là không nên xào kỹ. Mình xào kiểu này là mình không cần phải đổ nước đâu nhé. Món ăn nó sẽ tự ra nước. Nên là mình sẽ không cần phải đổ nước đâu. Đây, mình xào một lát là được thôi. Rất là nhanh chóng luôn á mọi người. Đây rồi như vậy là ok để mình tắt bếp nhé. Mình không cần xào kỹ đâu. Xào vừa chín tới như thế này là ăn rất là ngon ngọt. Đây mọi người thấy cái món thịt bò xào thập cẩm mình vừa thực hiện có ngon không? Đây, thịt bò mình sẽ đem xào với cà rốt này, hành tây này, đây, mướp đắng này, này cải này.
Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn nhá. Đấy, món này rất là dễ thực hiện và ăn thì rất là ngon ngọt tuyệt vời. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Rồi, ok.